A Di Đà Phật, có một bạn hỏi. Một, con xin bạch thầy cho con hỏi điều kiện để thành một Phật tử là gì ạ? Bạn này đều hỏi điều kiện thành một Phật tử gì? Tức là để thành một Phật tử là gì? Thì bạn phải hiểu thế nào là Phật tử. Chứ Phật tử có nghĩa là con Phật. Con Phật thì chia thành gì? Ngày xưa Đức Phật chia thành bốn chúng. Đó là hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia. Hai chúng xuất gia thì gọi là tỳ khiêu và tỳ khiêu ni. Tỳ khiêu tức là chỉ cho những người nam giới xuất gia thọ đại giới, hay còn gọi là thọ cụ túc giới đó, gọi là tỳ khiêu. Còn những vị nữ giới xuất gia thọ đại giới thì gọi là tỳ khiêu ni. Đó là hai chúng xuất gia. Còn hai chúng tại gia trong kinh Phật gọi là gì? Chúng cư sĩ Yêu Bà Tắc và chúng cư sĩ Yêu Bà Di. Nói tắt là chúng Yêu Bà Tắc và chúng Yêu Bà Di. Chúng Yêu Bà Tắc á, chúng Yêu Bà Tắc là chỉ cho những nam giới quy y Tam Bảo, tức là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Hoặc là thọ gì? Thọ năm giới, quy Tam Bảo và thọ năm giới trở lên vân vân đó, ít nhất là quy Tam Bảo thì đó gọi là cư sĩ Yêu Bà Tắc, là nam giới. Nữ quy Tam Bảo thì gọi cư sĩ Yêu Bà Di. À, là nguyên phiên âm tiếng Phạm là Yêu Bà Tắc và Yêu Bà Di. Nhưng tiếng Việt Nam chúng ta gì? Là nam Phật tử và nữ Phật tử. À, hay còn gọi là nam cư sĩ và nữ cư sĩ vân vân. Đó thì đó gọi là, hay còn mình gọi tắt là gì? Phật tử. Việt Nam chúng ta, miền Bắc chúng ta gọi chung cho cả nam cư sĩ và nữ cư sĩ gì? Một danh từ chung đó là các Phật tử. Phật tử nam và Phật tử nữ vân vân. Có nhiều cái tên gọi nhưng mà đại ý là như vậy. Và bé sinh viên này hỏi là muốn điều kiện như thế nào để trở thành một Phật tử. Đấy, quy Tam Bảo thì sẽ trở thành Phật tử. Và bé này muốn trở thành Phật tử thì đến tháng 9 này, Pháp Hội Quan Âm ngày cuối, tức là ngày 18 âm lịch tháng 9, thì có khóa quy Phật tử này, có thể đến đăng ký quy y bình thường, không sao cả. Có cái hòm tùy công đức, ai có bỏ vào bao nhiêu thì bỏ, mà không bỏ cũng không sao. Phật tử cũng không có mặt nặng mày dày với mình cả, không có ảnh hưởng. Các sư cũng không có ai nói là tại sao đăng ký quy mà không có tiền. Không sao, vì ngôi chùa Khai Nguyên này là ngôi nhà chung của tất cả tăng ni và tín đồ Phật tử chúng ta. Ngôi chùa này được gì? Được các Phật tử thập phương phát tâm công đức để xây dựng lên. Cho nên ngôi chùa này là chính là nơi quay trở lại để phục vụ, gọi là gần như gọi là phục vụ miễn phí cho cái gì? Cho các Phật tử và tăng ni khắp mười phương. Cho nên chúng ta thấy đến chùa Khai Nguyên gì? Ăn cơm không mất tiền, gửi xe không mất tiền, nói chung là gì? Không mất bất cứ một thứ tiền lệ phí gì cả. Vì sao? Vì ngôi chùa này được xây dựng lên bằng đồng tiền mồ hôi công sức của thập phương tín thí. Cho nên ngôi chùa này cũng gì? Mục đích xây dựng lên là để phục vụ lại cái việc hoằng pháp lợi sinh, đem lại lợi ích cho chúng sinh và thập phương tín thí. Cho nên Phật tử này có thể, các em sinh viên này có thể, các bạn sinh viên này có thể đăng ký quy y. Không cần phải là hỏi về tiền nong, không cần là phải có tiền mới được quy trong ngôi chùa Khai Nguyên này. Và các vị có thể coi ngôi chùa Khai Nguyên này như là một ngôi nhà thứ hai của mình được. Muốn đến lúc nào cũng được. Nhưng muốn ngủ qua đêm đó thì phải đăng ký qua phòng thông tin, để cái này là thủ tục nhà nước. Là những người lạ đến chùa là phải đăng ký danh sách ngủ qua đêm. Thì các bạn hoan hỷ vui lòng mang thẻ sinh viên hoặc giấy chứng minh thư nhân dân đến xuống phòng thông tin đăng ký, bạch thầy cho con gì? Cho con xin nghỉ qua đêm nay để làm công quả, hoặc là để được tụng kinh, hay để gần các sư niệm Phật một gì? Một vài tối chẳng hạn, một vài ngày chẳng hạn, không sao. Kể cả xin ngủ cả tháng được, ở cả năm cũng được, và ở 100 năm được, không sao. Không phải mất cái gì cả, không phải mất bất cứ phí gì. Đó, các bạn cứ tin đi. Một lúc nào đó nếu các bạn ở trong cuộc sống các bạn cảm thấy thì không chịu được, về đây bảo thì xin với thầy trụ trì và bạch thầy cho con xin được tá túc ở đây thì 50 năm, thầy cũng rất hoan hỷ.